Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đấu một micro không dây. Micro không dây còn gọi là micro FM. Mình có thể mua bộ này, hai cái cây này với bộ này với giá là 350 cành nha các bạn. Còn nếu mà các bạn mua về tự lắp theo cái sơ đồ video hướng dẫn này. Còn nếu các bạn mà mua về mà tôi tự lắp luôn cho các bạn hết, chỉ cắm vào xài thôi á, thì các bạn tốn đó là 450 cành nha các bạn ha. Như vậy thì để xác định mà đấu được cái bộ này thì các bạn hãy nhìn bên dưới nè. Đây là có những cái sợi dây ha. Và nếu mà các bạn có sợi dây thì các bạn đấu vô nha. Còn các bạn nhìn thấy nè. Các bạn nhìn thấy nè. Ở đây là VCC và mát. Mình phải chú ý hai cái điểm này nha. VCC và mát thì mình sẽ câu hai cái điểm này để đi ra cái cục nguồn của chúng ta. Ok chưa? Rồi. Rồi các bạn có thể dùng cục adapter 12V nha, 12V. Rồi các bạn hãy dùng cái cục ruồng này ha. Khoảng cỡ này các bạn nhìn thấy nè, 9V, 9V 0,5 ampere, 9V đến 12V đều được nha các bạn ha. Rồi 9V đến 12V mình cắm điện vào nha các bạn ha. Rồi mình sẽ dùng một cái giắc này nè, các bạn thấy nè, đưa từ 9V đi vào đây mình đo, mình lấy đồng hồ mình đo, mình đo để mình phát hiện được là cái cực nào âm cực nào dương nha. Rồi các bạn đo nè, cực nào âm là dương. Rồi, nó lên kim nè các bạn ha, này là dương này nha các bạn. Còn nếu không á, nếu không các bạn không có đồng hồ đo thì các bạn hãy dùng con led hay là cái gì đó, các bạn sẽ phải chích vô để biết được âm cực dương đó nha. Các bạn có thể dùng con led này nè, con led này thì các bạn biết rồi. Dương thì màu đỏ, âm thì màu đen. Thì các bạn có thể là đo nó, lấy cái ngõ ra đó, hoặc là cắt cái adapter nào cũng được nha các bạn. Các bạn đắt cấp alato này cũng được hết, rồi câu vô để xác định được âm dương, đấu chỗ đúng, nếu đấu sai là nó sẽ bị hư. Rồi sáng ha, vậy là mình quyết định là cực này là gì, dương này ha. Rồi mình lấy cái bo nè các bạn, mình lật lên nha, rồi mình hàng vào, mình hàng vào đây nè, đây là dương nè, đây là âm nè, mình hàng vào nha. Rồi trước khi hàng mình phải xi nó miếng chì nha các bạn ha, xi nó miếng chì cho nó dính á, cho nó dễ dính. Rồi xi vô miếng chì nhé. Rồi cái cực âm cực dương này nè các bạn, các bạn phải xi chì đây luôn nha, xi chì đây luôn để cho nó dễ dính nha, khi chấm vào là nó sẽ dính liền luôn chứ nó không có đợi thời gian lâu. Rồi các bạn chấm vô ha, các bạn nhớ cắt hai cái đầu này nè cho nó gọn gàng lại nha, để vì cắt gọn thì nó hàng nó không bị chạm. Rồi các bạn hãy hàng vô nha. Đây là dương, đây là âm. Đây là âm này ha. Âm. Rồi. Rồi, đây là dương. Các bạn nhớ đừng cho chạm nha. Chủ yếu âm và dương phải câu cho đúng, nếu không đúng thì nó sẽ bị hư. Rồi các bạn để ý nè, hai cái dây này là hai cái dây anten, không có nó thì nó cũng có thể bắt sóng nhưng mà nó bắt sóng rất là gần, ít lại. Có nó thì nó sẽ bắt sóng xa hơn và tiếng rõ hơn. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ câu ngõ ra. Ngõ ra này các bạn, ao A và ao B. Thì ngõ ra ao A và ao B các bạn câu có thể là hai giắc nha, hai giắc có thể cắm vào hai micro để dùng cho hai micro. Thì ở đây mình có hai micro nè. Hai micro này các bạn phải để pin vào nha. Để pin vào. Thì các bạn nhớ chú ý nè. Thường thường á có một cái mẹo, ở đây là cái lò xo. Tất cả các thiết bị điện tử mà có cái lò xo như thế này á, nó là trừ nha các bạn. Rồi bên đây là nó không có lò xo thì nó là cộng. Cái nào cũng vậy hết, các bạn coi nè. Còn cái cục pin á, nó có cái đầu này nè, đó là cộng. Và cái đầu bằng nó là trừ. Nha. Rồi bên đây cũng vậy. Bên nào cũng vậy hết á, nó có một cái quy luật. Đây là cộng. Không phải cộng nha các bạn ha, đây là trừ. Và đây là cộng. Có nhiều bạn cắm sai. Có nhiều bạn cắm sai. Rồi các bạn hãy chú ý, bật lên. Các bạn bật lên mà thấy đèn nó lên á. Đó thì nó đã là nó đã đang hoạt động nha. Rồi cái micro này cũng vậy, y như vậy luôn ha. Rồi thì mình chuẩn bị hai micro. Rồi các bạn có thể chuẩn bị micro, thì micro có thể là các bạn dùng là micro stereo hoặc là micro mono, loại jack 6.5 hoặc là jack 3.5, thì mình dùng cái nào cũng được ha. Một là mình dùng hai cái này thành hai cổng A và B. Hai là mình dùng hai cái này cũng hai cổng A và B. Nếu mà các bạn dùng cái này á thì các bạn hãy dùng qua một cái bộ gọi là cắm micro jack 3 ly nha.
ba ly nó mới vào được, thì dùng trong cái hệ thống karaoke mà nó có jack 3 ly, còn nếu không thì các bạn dùng cái jack 6 ly. Còn ở đây thì thầy dùng cái jack 6 ly, mình sẽ cắt cái này ra. Bên trong này thì gồm có cái sợi dây tín hiệu và dây mát để chống nhiễu. Đây, bên trong nó gồm có sợi dây tín hiệu và dây mát để chống nhiễu. Mình xe nó lại. Rồi, mình sẽ cắt nó. Rồi, hai cái dây này muốn hàn vô cho nó dễ chặt thì các bạn nhớ xi chì nó nha, xi chì nó vào. Xi chì thì các bạn hay tập xi chì nha, một tay cầm chì. Và mấy ngón này á, mình để gì nè. Mình sẽ luyện cho nó rành và thuần thục thì cái thao tác mình sẽ nhanh hơn nha các bạn. Còn chì thì các bạn hãy chích vào cái dấu nào mà nó sáng, điểm sáng nhất ở trên mỗi hàng nha. Thì nó sẽ có cái độ bám dính nhiều hơn. Rồi. Rồi sau khi xi chì rồi á, thì các bạn nhớ cắt nó gọn gàng. Cắt nó gọn gàng. À, gọn gàng lại nha. Còn cái phần này á, mình sợ nó chạm á, thì mình sẽ đưa vào cái ống để cho nó đừng có chạm. Đây, mình đưa vào cái ống đừng cho nó. Rồi sau đó các bạn hàn nha. Cái này là hàn vào mát và cái này hàn vào một trong hai cực A và B là hai ngõ nha. Rồi bây giờ mình hàn cái chỗ B trước nha. Phải đảm bảo rằng là hai cái dấu hàn nó không được dính với nhau nha các bạn. Nếu dính với nhau thì các bạn hãy giờ tới giờ lui để cho nó đừng có dính. À, để cho nó đừng có dính, chỉnh nó đúng nó lại. Và tốt nhất là các bạn kiếm cái jack ha. Rồi cái dây mát này nè các bạn. Hàn vào mát nha các bạn, hàn vào mát. Các bạn có thể gỡ cái dấu nguồn ra, hàn bên ngoài và cái chống này hàn bên trong cũng được. Để mình gỡ ra. Rồi, để mình câu lại cho nó rõ ràng hơn. Trước khi làm gì để cho nó dính nhanh thì các bạn hãy xi chì nha. Xi chì. Mục đích xi chì là để khi chúng ta cắm vào nó sẽ là nhanh hơn. Rồi, bây giờ mình hàn nha các bạn. Rồi, như vậy thì rất là dễ ha. Dễ dàng cho mình thao tác. Rồi, tiếp tục. Rồi cái dây này là cái dây tín hiệu nè các bạn, một dây mát nè, mình sẽ đưa vào dây mát nha. Đưa vào trên đi ha. Rồi, mình đưa vào dây mát. Rồi, mình sẽ hơ lại nha. Còn bên kia cũng vậy, bên kia các bạn muốn dùng 3.5 hay là 6 chấm gì cũng được. Cái đầu á, cái đầu 3.5 nè, ở này 6 chấm nè, rồi 3.5 hay gì đó, các bạn hàn cũng dây mát và dây ao ra. Để đây mình hàn đại khái là một sợi dây thôi nha các bạn, là mình sẽ được. Rồi tiếp sau đó các bạn hãy hơ lửa. Hơ lửa để cho cái dây này nó teo lại, nó gọn lại. Rồi, như vậy là chúng ta đã hàn xong rồi các bạn. Bây giờ các bạn hãy thử nha. Còn những dây còn lại thì cứ cột lại cho nó gọn gàng. Còn như thế này thì các bạn hãy bỏ vào trong cái hộp và lòi hai sợi dây ra. Rồi có một cái dấu này nè, để chúng ta khi mà không xài nữa thì chúng ta rút điện ra ha. Rồi ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện thử qua âm ly nha các bạn. Giờ mình sẽ có này nha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ có là cái jack này nè. À, cái jack này nè, từ trong đây micro nè, đi qua. Đi cắm vào trong cái âm ly của chúng ta. À, nhớ không các bạn ha? Cắm vào thôi, rồi có cái này là cắm điện thôi là xong rồi. Đấy không? Cắm điện xong rồi. Mà mình muốn hàng, ở đây thầy mò muốn làm một cái thôi, còn cái còn lại thì các bạn tự làm nha. Nếu các bạn tự làm để cho nó đúng và cho nó quen, mình học nghề mà đúng không? Rồi bây giờ mình cắm vào nè, mình dặn Wulin lên nè. Đó, dặn Wulin lên, nhỏ nhỏ ha. Các bạn cắm vào thì nó xảy ra một trường hợp. Thứ nhất là nó è, nó xù, ù xè thì các bạn hãy nắm một nguyên tắc nè. Hãy đo nè, cái chỗ này nè, nó có dính mát trên này chưa? Nó có mát nha. Nếu không có mát, cái mát bên này với cái mát bên này nó đồng bộ với nhau. Nếu không thì nó sẽ ù nha không? Ù xè nó khó chịu lắm, làm đứt lo mình luôn á. Phải đảm bảo rằng ở đây có mát và ở đây có tín hiệu. Rồi cắm vô nó mới hoạt động nha các bạn ha. Nếu không thì các bạn hãy thay dây này hoặc là coi lại những cái mối nối này nha. Rồi bây giờ nè, mình sẽ bật lên. À, mình sẽ qua một link lên. Rồi tiếp theo đó là các bạn hãy làm gì? Đây, để cái mặt này đây đi ha.
Cái này là cái âm ly nha các bạn, âm ly để mình karaoke đó, nó có lo, câu ra lo ở sau lưng. Giờ mình bật lên nè. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Để các bạn thấy nè, lúc này là thầy mò đang alo, rất hay, rất là đẹp đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại cho nó tắt lại chút xíu nha. Dạ, ok, mấy các bạn. Alo, alo, là hết rồi nha các bạn. Tắt, còn mình dặn lên nè. Alo, 1, 2. Rồi. Mình để micro sát quá nó sẽ hú nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình tắt intro đó. Nó hút rất là nhỏ, hút mạnh lắm, hút ồ tai luôn ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình hát tự bản cho các bạn nghe. Hay, cực kỳ hay. Mà mình tự làm luôn nữa mới khoái chứ ha. Cái này nó mới vui và mới thích đó. Rồi bây giờ mình cho nó intro tí xíu nha. Alo, 1, 2. Chưa đủ thì mình thêm miếng nha. Rồi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ok chưa? Cái này là có nhạc rồi intro rồi luôn rồi đó. Bây giờ bắt đầu mình hát nha. Trời bình địa ngôi nhà cũ, con người man nợ kia không còn dây oan. Alo, rút ra nha. Ok. Thế thì tắt đây. Thế thì các bạn đã biết. Rút ra rồi. Thế thì các bạn đã biết đấu micro không dây của thầy mò bán rồi ha các bạn ha. Rồi như vậy thì các bạn hãy mua một bộ để mà chúng ta chơi và tự lắp. Cái gì mà tự lắp thì mới khoái ha, cũng tự học nghề mới khoái nha. Rồi ok, bye bye các bạn, hẹn lại video sau. Nhớ đăng ký kênh nha và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Để chia sẻ trên nền tảng Zalo hoặc là chia sẻ trên gì? Trên Facebook, Zalo để chúng ta có thể lục lòi môi để cho người khác xem được. Và lâu lâu mình quên mình xem lại nha, để biết cách đấu nha các bạn ha. Nhớ nha.